khi mọi người buộc phải làm việc và học tập tại nhà để tránh lây lan virus corona, các dịch vụ gọi điện video cũng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một lượng đáng kể các cuộc gọi như vậy lại được thực hiện trên Zoom chứ không phải Skype. Một sản phẩm của Microsoft vốn là thứ chúng ta luôn nghĩ đến khi muốn chat video và voice từ trước cả khi smartphone trở nên phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu là bởi Zoom đã đơn giản hóa việc thực hiện các cuộc gặp trực tuyến, cũng như giảm thiểu tối đa sự cần thiết trong khâu cài đặt và thiết lập phần mềm, có lẽ phải nói là quá dễ dàng. Tất nhiên đổi lại là một vài thỏa hiệp liên quan bảo mật và quyền riêng tư, nhưng nếu bạn là fan của Skype, thì tin vui là phần mềm này đã sẵn sàng đáp trả với tính năng mới toanh Meet Now. Với Meet Now, host người chủ trì cuộc gặp có thể tạo và chia sẻ một cuộc gặp miễn phí mà chỉ cần 3 cú click chuột. Bạn có thể bắt đầu bằng cách vào website meetnow.com.au đó mời mọi người bằng một đường link đơn giản hoặc dùng nút share. Nếu người bạn mời đã cài sẵn Skype thì ứng dụng này sẽ mở thẳng vào cuộc gọi, còn nếu không, nó sẽ mở một ứng dụng web hoạt động trên Chrome hoặc Edge. Zoom hiện đã đưa ra một số thay đổi và cho biết sẽ giải quyết các vấn đề bị bóc phốt. Chúng ta sẽ chờ xem tính năng mới này có giúp Skype thu hút được người dùng vốn đã quen với phần mềm gọi video của đối thủ hay không. Tham khảo InGadget, thế hệ trẻ ngày càng chán Facebook, Skype, Twitter và Instagram.